không phải đi đâu mà. Anh em mình không phải đi đâu. Cứ đến hết. À, 5 giờ sáng đi chợ là như nào mọi người? 5 giờ sáng là rất là buồn ngủ. Hiện tại thì cả team của mình đang có mặt ở chợ Du Già rồi. Anh Hờ ra đây đi. À, trong buổi sáng ngày hôm nay thì là tương tự như các phiên chợ khác. Tuy nhiên thì Tam Giác Mạch đi vào Du Già. Đây là cái phiên chợ thứ hai rồi. Nhớ không nhầm thì trước đây đã từng mua bò đây một lần rồi. Và đây là lần thứ hai Tam Giác Mạch tiếp tục quay trở lại để lựa chọn mua bò cho anh Hờ, là bố của ba cháu nhỏ đấy. Thì trong trước phim trước Tam Giác Mạch đã chia sẻ rồi. Thì với những cái món quà mà các cô ba anh chị gửi ấy, thì anh em mình cũng đã trao xong. Và đến thời điểm hiện tại thì anh cũng có lấy thêm vợ rồi. Thì hai vợ chồng cũng sẽ cùng nhau là bươn trải và tự vươn lên trong cuộc sống thôi. Thì anh em mình chính thức là dừng lại các cái khoản hỗ trợ cho gia đình của ba bé. Và những cái số tiền mà anh em mình đang giữ ấy, đang cầm của các nhà hảo tâm thì sẽ mua một con bò cho các cháu để các cháu có gọi là có cái vốn. Thì bò mua về thì ai sẽ là người chăm? Vợ sẽ là người chăm. Vợ ở nhà chăm đúng không? Và chăm các con nữa. Đấy. Rất là nhiều khán giả có hỏi là ba nhỏ bây giờ thì mua bò thì ai sẽ là người chăm. Thì yên tâm, anh em mình đã tính được thì anh em mình mới mua. Hôm nay phải nói là đây là cái phiên chợ mà Tam Giác Mạch phải dậy từ rất là sớm. 5 giờ anh em mình đi từ Yên Minh ra đây thì nó rơi vào gần 50 cây số đi mưa lắm. Mưa từ 7 giờ cho đến 9 giờ, hiện tại là 9 giờ anh em mình mới có thể bắt đầu là đi vào chợ để chuẩn bị chọn bò. Thì mời tất cả mọi người theo chân anh em mình xem là chọn bò như thế nào và hy vọng là tìm được một con bò nó ngoan nghẻ để anh Hờ dắt về nuôi, và đây sẽ là cái tài sản đầu đời của ba cháu nhỏ. Một lần nữa chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm. Bây giờ thì mời theo chân anh em mình vào trong chợ chọn bò nhé. Bò cho có chân bé là cây nó mới khỏe. Hỏi con này chưa? Cô đây là ăn tống 13 triệu. 13 triệu. Con này có đẹp không? Có thể dùng vẫn được, nhưng mà bảo chân lên nó kiểu nó như con chân kiểm sáng. Dắt đi thử không sao là được. Chân không sao đâu. Mình được xem bò mà, anh cứ xem. Mình cứ xem dắt thoải mái đi, xem được mình lấy mà dắt đi. Anh xem con này gì? Chỉ chó thân là to. Em dắt đi một tí cho bước đi xem nào. Cởi dây dắt đi thử xem chân có sao không. Anh ơi, cho em xem con bò này một tí nhá. Xem thoải mái mà. Xem thoải mái đúng không? Xem thoải mái đúng không? Cho dắt đi một tí nhá. Nhé mày cũng phải có cái cày nữa. Cày. Cho cày thử luôn ở sân đây. Bò được nhiều hơn một cái. Kia một con bê cái bé chứ gì. Chân con này đi bình thường cũng sao mà. Chân thì thoải mái mà. Xem cái răng của nó nhá. Xem cái răng của nó ấy. Xem răng của nó.
Không phải mưa quá và mưa quá một không mưa thì mưa thì không ra được. Anh con này đi rồi mưa quá. Mưa này chỉ sướng người bán bò. Mưa này có mưa này nhìn bò xấu. Mưa này bán bò được giá này. Không, trong ngày làm đây này có gì mà giá này không được giá, hôm nay là được giá rồi đấy. Không, 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 không. Có giả thêm một tí nữa là 12 triệu nha, bán không? Ôi, hơn rồi. Thì giả hơn một tí là 12 triệu còn gì nữa? Không thích con nào đâu. Anh cảm ơn nhé. Thế này, thế em lại xem nào. Xem cả chợ đây nè. Một hai con bò nữa. Quay đầu thôi. Và như thế là bò đã... Hay là thích con đường này. Cái này khoảng gần năm rồi. Mà nhìn già bò đấy. Bò này bò giống bé đấy, không phải to đâu. Bò này là bò giống bé này, không to mấy. Không có kêu không bé. Thế họ thích con nào? Hả? Không có nào hợp á? Thật ra mua bò nó phải mình cảm thấy ok mình mới lấy được, bởi vì còn chăm xong là sau này mình còn luyện nó cày nữa. Còn nếu mà mua bừa bãi thì về cũng lại bán đi. Có một số thì lại không ăn cỏ mà. Đấy, rất là lo cho đấy. Về nó đánh ăn thì đúng là... Về mà nó lại không ăn cỏ mình cắt nữa là hơi mất, mình phải chọn cỏ một tí. Sao nó ăn cỏ mình không, mình bên này ra chỗ toàn cỏ cắt, cũng là cỏ. Nó đi cắt rồi, nó lùi về nhà nó mới cắt ngắn ngắn vào này, nó cho ăn. Và quan trọng là người dân ở đây nó biết cách chọn bò. Bò lấy về nó phải ăn cỏ cắt cơ. Đa số người dân cắt xong là xong lại về cho vào cái dao thái ấy. Chạp, chạp kìa, bắt ngắn. Có bán hả? Anh cậu bán gì chưa? Có biết là bán bao nhiêu không? Chơi bò. Bò đây anh xem nhé. Chưa con kia kìa. Chưa xem nhưng mà bò ở nhà quên mình thì chắc là không được tí. Gần con kia kìa. Lúc về xem này, anh này bảo không bán. Bán thật chứ. Bỏ chưa? Cái gì? Hợp giá cả. Bởi vì đây cũng không mua nào vừa. Rồi, thế thì anh em mình đi về xóm xuống xem đi. Ngay trên đây mà, xóm cấp 2. Một cho em hầu. Chưa ăn cơm à? Vô vàng lắm mà một lúc nãy đi về nhà thay đồ xong là xuống sơn anh cổ không nhà. Ui, tôi đi xuống cái này xem. Trời lắm anh ạ. Cháu nó say khổ à? À đây à? Đi sang bên này luôn đi nhỉ? Ồ, to nhỉ? Cái này là giống của mình. Bằng con đấy thôi. Tuấn đi mua ấy trùng mà. Chú buộc vào đây đây, chú buộc vào gốc cây này cho nó nghỉ tí. Hơn một năm rồi à?
nhá, bò để lớn thế này thì hơn. Chú buộc vào cái cây kia, nó sợ đấy, bọn chó mà áo đỏ nó sợ. Nhưng mà con bò này chưa thay răng nhá. Vâng, chưa thay răng. Bò chưa thay răng nhá. Bò cũng cảm ơn là chưa thay răng là nó đắt một tí nhá. À, chưa thay răng là đắt hơn à? Ờ, chưa thay răng là nó đắt hơn nhá, nó rẻ hơn nhá. À. Nó thả nhá. Anh em là nó biết là bò là chắc nó to hay là nó bé nhưng không biết, nhưng mà tôi tầm mông thì bây giờ nó chưa thay răng thì nó phải đắt một tí nhá. Là nó đắt hơn một tí. Nó đắt hơn một tí, nó thay răng là nó rẻ hơn một tí. À. Con này là tập cày chứ chú? Ôi, bò cái là không mà tay mới cày. Đấy là mông ở đây, đây mông ở bên kia em thấy họ vẫn cày mà bình thường mà mình không có bỏ được cái cày. À, vẫn phải dùng bình thường thôi. Hiện tại thì chú tên là gì chú? Chú tên là gì đấy? Chú sò à? Chú sò. Chả mí sò. Đúng rồi. Chú này sống cấp 2 đi. Hiện tại là anh em mình trong buổi sáng ngày hôm nay thì thật sự là cũng đã đi chợ rất là sớm, từ 5 giờ đến du già là 7 giờ kém. Tuy nhiên thì mưa to nên là không thể giao dịch và cũng không thể nào mà đi vào chợ bò chọn bò được vì không có bò. Đến 9 giờ thì bắt đầu mới có lẹt đẹt vài con gà, vài con bò. Mà trong đó là anh em mình cũng đã chia sẻ lên video cho cô bác anh chị và mọi người thấy ấy. Thì anh Hờ mới bảo là những con bò ở chợ thì thứ nhất là nó băn khoăn về cái chỗ ăn uống, là sợ mua về là không biết ăn hoặc là ăn nó không như bò mình ở trong xóm. Cũng hiểu là cỏ đấy. Nó ăn không hiểu cỏ thì không quen cỏ thì nó không ăn thì mình khó chăm. Đúng rồi. Thứ hai là khi mà mình mua ở chợ ấy thì mình cũng không biết rõ được cái nguồn gốc của bò, bởi vì toàn dân buôn thôi, toàn mấy cái tay buôn bò thôi. Thế nên là anh Hờ mới giới thiệu là về có chú sò đây, là chú có một con bò bán. Đây cái con này mọi người đang nhìn thấy này, anh em mình cũng đang chiêm ngưỡng một tí. Con này hơn một tuổi tí là răng chưa thay. Chưa thay. Thường là chưa thay răng. Thay răng là gọi là bò già đúng không? Mình thì chưa thay răng, nó đắt một tí nhá. Đây là con trai đây à? Vâng. Bán cho con trai đi học à hay làm gì? Không phải. Không phải à? Đứa trai nó đi học ở Hà Giang rồi. Trường nghề đúng không? Trường nghề. Con này là tình hình là thế nào đây? 14 triệu ạ. 14 triệu à? À, 14 triệu. Cũng là giá là 14 triệu. À. Con hôm nay mình hỏi chợ là bao nhiêu nhỉ? Anh nhỉ? 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi à? Thật ra thì có rất là nhiều cái câu chuyện mà anh em mình muốn chia sẻ với quý khán giả, đặc biệt là các nhà hảo tâm. Thì khi mà Tao Giác Mạch đặt vấn đề ấy, là ngừng kêu gọi chỗ nhà anh Hờ, ba cháu nhỏ mồ côi. Thì thứ nhất là về cái thời gian mà vợ bỏ đi ấy, thì hôm đấy là ông ấy nói nó kiểu gì ấy. Nhưng mà thực tế là đi được bao nhiêu nhà thầy nhỉ? Một năm sáu tháng. Câu chuyện mà dừng kêu gọi, dừng hỗ trợ để mà dành cho những hoàn cảnh khác ấy, thì cô ba anh chị cũng đã biết rồi. Hiện tại thì anh Hờ cũng đã về, tạm thời là về. Thứ hai là cũng đã lấy thêm vợ rồi thì cũng có thể là chăm các cháu và ở nhà chăm bò. Thế nên anh em mình quyết định là số tiền dư còn lại là để mua bò. Đó, mua bò xong còn dư bao nhiêu thì gia đình có cái phương án sử dụng gì hay không thì cũng sẽ trao đổi lại với em. Còn phương án của kênh ấy thì dư thì sẽ là để mình mua nhu yếu phẩm hàng tháng cho các cháu cho đến hết thì thôi. Ý là mua gạo này, mua sữa, mua cái thứ, bởi vì ba cháu nhỏ thì mỗi một bạn Vinh là lớn hơn thôi, còn những bạn khác thì còn rất là nhỏ. Thì là sẽ để mua. Bản thân Tam Giác Mạch sẽ làm việc đó là hàng tháng sẽ mua gạo, mắm muối, mì chính các thứ và thức ăn cho các cháu cho đến hết tiền. Tất cả những cái số tiền mà chi tiêu anh em mình cũng sẽ công khai ở trên đó. Ngoài ra thì cũng sẽ mua quần áo mới cho các bạn để các bạn đi học. Rồi là sách vở, nếu như mà không được hỗ trợ thì sẽ sử dụng vào những cái mục đích như thế. Và tất cả mọi thứ anh em mình sẽ minh bạch ở trên kênh hết. Thì đây là con bò,
Anh Hờ là thích con này chưa? Thích rồi, con này thích rồi. À, thích rồi đúng không? Lấy con cái về. Như thế này cũng chưa thay răng thì con này ông Hờ có thích nữa thì cũng biết chọn đâu. Con này nó thật là không đẹp. Đấy, như em đi mua bò là thứ nhất là không đẹp. Thứ hai là giá quá đắt. Bởi vì là anh Hờ thì có cái gì đâu. Đúng không? Bây giờ chú cháu mình là phải hỗ trợ giá cho nhau. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Có việc gì mình gọi nhau giúp đỡ nhau đúng không? Thế nên là buôn bán mình cũng phải sởi lời một tí. Còn nếu mà mang ra chợ nhá, không được tôi mang về thế là đúng. Nhưng mà hàng xóm này là ít tù ba tù, vừa bán vừa cho. Đúng rồi. Đấy, đúng không? Ví dụ sau này là anh chưa cày được, chú chưa cày được, bà anh Hờ hộ chú cày phát. Dắt bò đi cày đúng không? Thế là coi như là hàng xóm ân tình ở chỗ đấy. Tất nhiên tiền nong vẫn là tiền nong, phải rõ ràng. Nhưng mà thế con này là chân nó cũng hơi to này. Mà cái giống sừng như này ấy, thì sau này nó sẽ kiểu kể cả to đi chăng nữa nó vẫn sẽ bụng to thôi. Thì bán nó không có giá. Con này thì bây giờ về thì chắc khoảng một thời gian nữa là phối giống được rồi. Bọn em chọn gà bò cái cho anh thì để là phối giống và đẻ ra. Nhưng mà trước tiên nhá, bây giờ thì chưa quyết định là mua của ai và đang tham khảo. Đúng ra chú sò là ở tít gần suối dưới kia. Anh em mình đường trơn quá không thể trực tiếp di chuyển đi được bằng xe máy hay là bằng đường bộ. Bởi vì là như mọi người thấy đường rất là trơn. Nên là bảo chú sò và cháu dắt lên đây. Và gia đình cũng đồng ý rồi, chỗ anh Hờ tự đi thỏa thuận là dắt lên đây để anh em mình xem, trao đổi và cho các bác xem một cách khách quan nhất. Cái chỗ này là bị sao đấy chú? Chỗ này á? Chỗ là cái lút chun này. À, đeo cái chuông. Cái giấy nó kiểu nó cứ đi nó lại. Bò này là chưa bị cái nổi cục bao giờ đâu nhỉ? Nhìn thấy là nó không bị đâu. Nhìn thấy nó bị thì nó từng nó có nốt ở đấy. Đấy. Con này chưa bị đâu. Thế thì đi vào trong nhà đi, bò thì đã như thế rồi nhá. Bây giờ chú cháu mình đi vào đấy ngồi uống nước đàng hoàng, trao đổi giá cả một tí. Đấy. Quan điểm cháu cũng là không mặc cả đâu, tuy nhiên thì bởi vì cháu hiểu mà, nuôi được con bò, con trâu, con lợn, con gà nó khó lắm. Nhưng mà cái gì cái thì đã là mua bán thì mình phải có mặc cả đúng không? Thì nó mới đúng. Bây giờ bảo thấy là chốt thế thì khó quá. Đi vào nhà đã nhá. Đi vào nhà đã. Ồ. Nhà này cái cây sắp đổ vào nhà rồi. Đây. Cũng có nhiều cô bác là muốn kiểu như xin chào. Xin chào nhé. Là muốn trao đổi với anh em mình ấy là chú ăn chi lò đấy. Dạ lấy nó sẽ. Muốn nhất là muốn kêu gọi để hỗ trợ cho các bé căn nhà. Tuy nhiên thì hai vợ chồng của anh Hờ cũng rất là trẻ. Nên là cả nhóm quyết định tương tự như các hoàn cảnh khác thì là không kêu gọi hỗ trợ thêm nữa. Bởi vì là ưu tiên hơn dành cho các hoàn cảnh khó khăn hơn. Đấy. Thì hai vợ chồng của anh Hờ cũng đều là đi làm và cũng tạo ra cái giá trị đồng tiền thì có thể tự xoay sở với nhau. Đó, nó là như vậy. Hôm nay nhiều khán giả thế nhờ. Nên đấy anh Hờ bàn bạc với chú sò là như nào đây? Và lúc này tổ bố là bây giờ bò này nhà nuôi thì nó lấy 15 triệu thì mình bảo là thôi thế chú cháu mình cái gì? Cậu chỗ mình cái tìm 14 thôi không bỏ thêm 14. Rồi cái mic cho anh Hờ đi. Cho cháu. Mình nuôi để xem. À. Có gì đây. Ui giời ơi, sáng thế nhỉ, đẹp trai thế. Điện nhiệt tình mạnh lắm cho đấy. Ê giời. Chú sò là mình không nuôi được mình bán thôi hay là như nào mình bán để giải quyết vấn đề gì? Cái này là
này mà mình có ba con, ba con thì mình phải chia đôi một con cho thằng cháu. Cái này là không phải là bán đi bán lại cái gì đấy. Tức nghĩa là bớt cho đấy, đúng không? Bớt cho nó một con thôi. Để nó chăm sóc, để nó phát triển. Phát triển thôi. Cái này là không phải có cái vấn đề gì đâu. Có rất nhiều trường hợp đấy, cháu hỏi vui vậy thôi. Vì có nhiều người là người ta đang bí, gia đình đang rất là bí tiền mới bán. Cái này là mình không bí cái gì ạ. Đấy, thứ hai là có nhiều người người ta bán để chữa bệnh chẳng hạn. Rất nhiều lý do đúng không? Nhưng mà... Ủa, bên ngoài làm gì đông đấy? Lấy ngô à? Hay là đến chuẩn bị xem bò anh thôi, bà đến bể ngô về sao? Bể ngô về. Bán có tiếc không, thanh niên? Không tiếc à? Bán đỡ phải chăm nhỉ? Chăm nhiều mệt lắm. Thật ra bây giờ nó có máy cày rồi, mỗi nhà chỉ cần có một hai con thôi để lấy cái phân chuồng ấy, trồng rau, các thứ. Trồng dâu với trồng ngô. Đấy, chứ lấy nuôi nhiều quá vất vả lắm. 4 giờ sáng, 5 giờ sáng đã đi cắt cỏ rồi nhỉ? Nên là bảo bố bán đi, mua xe máy mà đi là đúng rồi. Bạn này mấy tuổi rồi mà đi học nghề rồi? 15 tuổi. 15 tuổi à? Đang học nghề ở dưới Hà Giang đúng không? Đúng. Học nghề gì ở đấy? Thú y. Thú y à? Sau này là về tiêm bò đấy đúng không? Đúng. À. Nhưng mà đi học ở dưới Hà Giang là phải bỏ cái này ra, dưới đấy không có ma đâu. Chỉ có về xóm thì thầy cúng mới bảo có ma thì đeo là đúng rồi. Mình đi dưới kia văn minh rồi, chơi kia toàn thuốc với bác sĩ thôi đúng không? Nên là không phải đeo đâu. Quay trở lại câu chuyện thì này, con bò đấy thì anh cảm thấy là mua khoảng bao nhiêu tiền là hợp lý? Con này mình cũng không biết giá bò mấy, nhưng mà con này khoảng 14 triệu đi. 14 triệu là đẹp à? Ừ. Nó cũng giống như con sáng nay thôi. Nói thật như cháu là người cầm tiền, bởi vì cháu kêu gọi cho các cháu nhà này này, là các cô bác gửi tiền ấy, nên là cháu có quyền quyết định và cháu cũng muốn là cái mình mua con vật thì nó cũng phải tương đối một tí. Bây giờ con to quá thì thực ra là mua về thì nó lại kéo cái dài cái thời gian, mình không thể kéo dài thời gian sinh sản được. Con này ví dụ mình có thể nuôi lấy 3-4 lứa mình mới bán xuất đi. Đấy. Thế còn như hôm nay bọn cháu xem ở chợ thì cũng là con như thế này thôi, họ bán 13 triệu 2 thôi. Thật đấy. Đấy là anh Hờ trực tiếp. Chắc nó già một tí rồi đấy. Chưa thay cái răng, anh hỏi, chú cứ hỏi anh Hờ ra là biết. Đấy không phải, bởi vì cháu cũng là người nông dân, cháu không thích mặc cả nông dân. Nhưng mà đấy trao đổi để chú cháu biết xong là xem là bây giờ là chú xem bớt được cho. Đồng ý thì lấy, không đồng ý thì đưa con bò về nhà. Ừ, mình là về cắt cỏ thôi đúng không? Không phải bán nữa. Ừ. Đây. Như thế là hơi vất vả cho con bò đấy. Không phải nó là bò nó đi chân là bớt chân là sao gì cả, em mày không phải là buôn bán bớt kiểu bớt. Giá căng thẳng đấy nhỉ, giá là con này đúng là con 14 triệu, là con này là đúng là con này là thích thú. Thế bây giờ anh Hờ nuôi thì anh phải làm chuồng ở đây hay là gửi chuồng nhà nào? Chắc là gửi chuồng nhà ông để mai đi mua một cái chuồng về xong rồi để làm chỗ này nuôi. Mình tự mua khoảng mấy tấm bờ lô về tự dựng. Thế thôi. Mà trước mắt là dựng, nhưng mà cái lo nhất là có người chăm sóc bò hay không? Bảo vợ ở nhà để chăm sóc cho bò. Rồi. Cả con nữa, chứ không phải là mỗi bò đúng không? Cả con với bò nữa chứ. Đấy, xong là mình đi làm về thì xây nhà đi. Đúng rồi. À, ít nhất là xây cái nhà bé như thế này cũng được, nhưng mà nó phải móng đàng hoàng, rồi là gạch đàng hoàng, rồi đóng bờ lô chắc chắn vào. Vâng. Thì nó mới kiên cố được, chứ bây giờ chuẩn bị mùa đông rồi. Rất là nhiều bác cũng nói với em là muốn kêu gọi cho các con anh để mà làm nhà. Tuy nhiên thì xét cho cùng thì anh đầy đủ. Đó. Với tất cả những cái tình cảm mà các bác đã gửi rồi thì bọn em sẽ mua một con bò để gửi tặng gia đình thay mặt các nhà hảo tâm. Thứ hai là số tiền dư ấy thì chắc là anh cũng sẽ mua bò xong là một hai hôm nữa là các con đi học rồi thì anh cũng đi làm thuê thôi chứ đúng không? Không, bảo là bây giờ chắc là không đi làm rồi, bảo là bây giờ khổ quá thì phải điểm xem nếu mà như thế nào thì bảo ông bà xem tính sau, không thế làm một cái nhà để. Nhưng mà bây giờ ở nhà thì anh giải quyết được cái việc gì đâu?
đi làm, ví dụ anh hôm nọ tiết kiệm được tiền rồi thì bây giờ đi đi làm tiết kiệm, tiết kiệm tiền nữa, đến cuối năm mình về mình dựng nhà. Ừ, chắc thế, nhưng mà bà bây giờ để xem cái tiền kia có đủ để làm cái nền nhà cái đấy, để xem sao đó. Mình làm nền nhà chỗ nào anh? Là ngay cạnh cái nhà anh Trá nhá, bên kia cái nhà mà bây giờ đang xây ấy. À, ui rồi mặt đường luôn à? Ngay gần đường mà. À. Ồ, đấy thì cũng chúc mừng gia đình thôi. Tuy nhiên thì trước mắt là mình chốt con bò đã. Chú thì không bớt được tí nào. Không bớt được tí nào. Cái này là mà cái này không bớt được. Thầy Mạnh xem thế nào, với kinh nghiệm 20 năm sống với dân này, bò thì bò biết thế nào. Nếu so con bò ở chợ với con bò này thì hai con to như nhau. Giá con này thì đắt hơn 800 rồi. Là quan trọng chỗ kinh nghiệm của người dân với hai so sánh giữa hai con bò thì nói chung là gia đình người ta cũng do là cũng đã biết được cái bò nó ăn uống thế nào và xuất mình lại chọn cái giống bò ăn cỏ với mình xóm này, với lại nó ăn có ăn nó biết mới biết nó mới biết bảo là con này mình thích, con to nhất mình cũng thích đấy, nó thế thôi. Nó thế thì mình phải con bé một tí, mình cũng phải lấy con bé một tí, không phải là con to nhất mà ăn không quen cái cỏ của mình thì mình cũng không dám nuôi. Nuôi không được nhỉ? Nuôi không được. Nó thế thôi. Nhất trí. Nó mà đắt hơn là sắp đến 1 triệu tiền thật, cũng phải là 700-800 nhưng mà mình phải thích nuôi thì mình nuôi con bé. Như vậy là có ăn quen cái cỏ của mình để nó mới lớn nhanh. Lớn nhanh thì thế. Chỗ anh Sò nó cũng đúng, nhưng mà bây giờ chỗ anh Sò với chỗ Hờ là cũng là anh em đúng không? Cậu cháu à. Cậu cháu đúng không? Cậu cháu. Thế bây giờ là cậu cũng tạo điều kiện cho cháu nó là có con bò để phát triển kinh tế. Thứ nhất là từ con bò để cháu nó phát triển ra là nó thoát nghèo. Thì cậu cũng thương cháu một tí là bớt cho cháu nó một tí để cháu nó có con bò nó nuôi. Thứ nhất là bò trong xóm là ăn cỏ nó quen đúng không? Đấy, thì là cậu xem thế nào, bây giờ là cậu với cháu lại không bớt cho cháu được một tí. Đúng không? Mình là cậu mà. Đa lầu rồi rồi. Đa lầu phải lu tủ mi nhỏ lắm. Thì là pa mình chỉ tủ mi nhỏ này. Đấy, đa lầu pa mình chỉ cho. Hải chờ mình chỉ là cho tủ hờ. Tâu thì sao? Chị tâu. Ôi, pa mình chỉ nữa lại chị tâu. Lúc nãy nói thẳng cho thầy nha, lúc nãy bảo là bây giờ là anh em đi chợ nói mới là anh Sò như này, anh em đi chợ là cũng có con bò bằng như này, nhưng em Hờ bảo là sợ nó không quen cỏ của xóm mình đúng không? Đúng rồi. Đấy, Hờ bảo thôi thì về mua của cậu, thì mình là cậu mình giúp đỡ cháu nó một ít để cháu nó sau này nó còn đi qua đi lại gặp cậu, và thôi cậu vào nhà đi, bò lớn rồi mà sau này nó đẻ nó bán đi còn mời cậu vào nhà uống nước. Đấy nhá, giúp cho em Hờ một ít. Chờ bên chị này. Không biết là giúp một tí. Cái này là cái này là cậu này không giúp một tí được. Cái này là 14 triệu là quá là rẻ nhất rồi. Ủa sao lại 14 triệu? Chưa thay răng. Còn ở chợ thì cũng có thay răng đâu. To như nhau thôi. Chưa thay răng. Chân này, 4 chân vừa nó mới ăn cỏ tốt. Răng chưa thay, chân cũng chưa thay đúng không? chân thì chân cũng thay. Chân thay đó là thầy bế phụ. Chân thay đó là mình là cái này. Nó thầy á. Thích mua cái này là ông Hồi thích mua này. Không phải là ông Hồ thích mua mà cháu mình là muốn mua, là mua của cậu, là cậu có bò là để bò là ăn quen cỏ của các ai rồi. Hay là mưa hay là cái mưa, cây mưa. Mưa nhỏ. Thế đây là anh Sò là cậu. Mưa rào nghe. Đi tủ phai của mẹ. Cái này cũng biết hổ. Cái này nó đúng là nó vừa rồi để không biết hổ. Tức là cậu cháu là thống nhất rồi mới dắt bò về. Thống nhất nó mới dắt bò lên. Thật ra là nó thẳng thế này đâu. Thống nhất thì dắt bò lên. Không thống nhất thì không dắt bò lên.
Vâng, bây giờ thì anh Hờ thì thật ra là anh Hờ không phải là người giả tiền. Mà lúc nãy thì khi anh Hờ nói là ở dưới kia thì bọn cháu cũng nói rồi là xa quá, trơn quá, đi thì chỉ có đi bộ thôi, một tàu chứ. Thế cháu bảo là nếu mà cũng như mình dắt ra chợ ấy, là mình dắt lên trên này một xíu để xem qua thế nào, ok thì bọn cháu lấy. Không ok thì chú cháu mình lại uống ly nước xong mình lại chạp tạm biệt nhau, đúng không? Đúng rồi. Đấy, quan điểm là như thế. Thế thì cũng không mặc cả nữa, bò thì gia đình cũng rất là ok rồi. Thì bây giờ là nhiều ít cháu không nói, nhưng mà bớt cho ba cháu nhà này mỗi người 100.000 để mua cái áo mới để đi học. Không bớt được. Cái này là hai chú cháu nói chuyện với nhau bảo là không phải là Hờ trả tiền, hai thầy đó cô gái trả tiền, đấy đây là giúp đỡ nó trả tiền cho nó để ra về nhìn xem có thích thì trả tiền, không thích thì cũng đưa con bò ấy. Nếu mà nếu không thích thì mình chuyển treo gác bếp nhé. Cái này là thầy bạn nó đùa. Nhà chú là được mấy đứa con? Nhà chú. Đây là đứa út luôn à? Còn cái này là đứa thứ hai. Thứ ba đấy. Thứ hai sao ấy? Thứ ba. Hai đứa chỉ gái rồi. Một là đi lấy chồng rồi. Mình lấy chồng rồi. Một đứa là nó đi học sinh Hà Giang rồi. Đứa này. Đứa này cũng đi học Hà Giang nốt. Đứa này á, đứa này là mà nó đi học nghề. Rồi. À, đứa chị thứ hai đang học trường nội trú à? Có ba đứa thôi đúng không? Ba đứa. Đây là một cậu con trai là phải đầu tư hết cỡ vào đấy, sau này mới đổi đời được. Đấy. Nói chung là nuôi bò vất vả lắm. Nuôi bò thì vất vả nhưng mà mong phong tập của mình thì phải mua về cái tàu cho nó sao? Mình nó mới phát triển được. Không có phát triển được. Bây giờ ra chợ ấy thì thật sự là bò sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Bởi vì là đội buôn ấy. Và đợt này giá bò đang giảm giá nữa. Bò thì bây giờ á. Thế thì cuối cùng thì cũng vẫn là dành cho cháu mình thôi mà. Chắc chứ, đúng không? Con của anh Hờ thì phải gọi là phải gọi chú là chắc là không ạ, chú phải gọi là chất đấy, bởi vì con của Hờ gọi đây là ông, đúng rồi, ông cậu đấy. Ông cậu mà. Đấy thì bớt cho các cháu mỗi người 100.000 để đi mua quần áo cho năm học mới thôi, chứ cũng chẳng bớt gì nhiều. Thì được thì là đếm tiền, bây giờ tiền mang vào đây rồi, bây giờ dắt bò về nó vất vả. Cái này các thầy với này các cháu đồng ý thì nói với thằng Hờ, mình hai chú cháu nói chuyện bảo là đi đến trên không đến 14 triệu thì dắt con bò của bố của cậu về xuống nhà thôi, như thế đó. Không kết được không có tiền. 13 triệu 7 thì đếm tiền. Không nói. Bê bùa bú tu mù cản tớ chứ mà. Cái này là quá rẻ rồi. Bắt tay cháu cái thế nào, đếm tiền thế nào. Xin tao kia. Cái này là tí dắt bò xuống nhà. Không ạ. Mày Hờ thật đi tìm. Đúng nó thật. Mày Hờ đi tìm. Rồi xem nó thích lấy thì hai bố con bảo dắt. Bảo là bớt cho một tí cho các cháu để mai mua quần áo. Dắt xuống thế này. Lúc này bảo cậu đã nói rồi, bà dân bán cho ai thì cậu lấy 15, nhưng mà cháu bảo cho nó với cậu suốt rồi. Nói chung là cháu tính cháu là cũng không thích mặc cả, qua là muốn mặc cả là cậu cho ba cháu nhỏ, mỗi cháu là đi học là được một ít. Chứ còn chú mà cứ nhất quyết như thế thì cũng đếm tiền thôi, biết làm thế nào được. Đã quyết mua là phải mua bằng được. Tròn. Chú cứ đếm đi. Nhưng mà 14 tròn chú mới đếm. Chị cứ đếm đi. Nhá thầy á, 14 tròn chú mới đếm nhá. Con này là chia đôi thôi.
chưa cho hừ thôi. Con này là tốt nhất đấy. Con bò này tốt nhất đấy. Tốt nhất nhưng mà nói nha, đếm tiền xong nếu mà mai không tốt là xuống bắt đền đấy. Ô, không sợ mà, nó ốm thì chịu chết nhỉ. Nó xong đang nếu mai là có vấn đề gì là xuống lấy 18 triệu hoặc 14 đâu nha. Đúng rồi. Tí là uống xong rồi giao kèo đàng hoàng đấy. Cho thằng hờ nó đếm này. Thế thì em xin phép các anh và các em nhé. Em rất cảm ơn bảo là hôm nay anh bảo là anh hiệp với hai em này tên gì nhỉ, bảo là mua một con bò cho em, bảo là em rất cảm ơn vì các bác và đến tiền các em. Bây giờ em đến tiền cho chủ bò chủ bò nha. chủ bò. Xong là chủ bò lại bớt cho mình mấy trăm nữa. Chỉ kiểu gì chỉ cho 800. Cậu cho cháu thì thiệt vào đâu, đâu vẫn là nhà mình hết, ngọt sàng chú lia có cái gì đâu. Nhá anh xong rồi nhá, anh gặp rồi nhá, tí hờ đếm để lại 800 nhá. Anh xò anh gặp rồi đấy. Không phải nề nề không? Không phải nề nề. Lấy hơn 800 nữa. Anh xò đi bán cái gì cũng cứng như thế này. Này cứng, cái combo này tốt nhất. Con bò này là tốt nhất. Con bò này giống nhất là ngày giống nhất hôm nay đấy. Giống tốt đấy, giống tốt. Một năm á, một năm thì con bò một năm. Nhưng mà một năm một con đấy. Nếu mà bò của nhà chú mà giống tốt thì liệu nó có đẻ ra được trâu không? Không. Có làm gì mà để ra được trâu. Bò để bò thì một năm còn một con đấy. Một năm một con được thì phải hơn 20 mấy triệu đấy. Phải đủ. Con bò giống tốt nhất mà để ra trâu thì cũng là chuyện bình thường nha. Phải để ra voi cơ. Theo cái để gọi là phong tục của người Mông ấy là người mua bò sẽ đếm tiền đầy đủ cho người bán bò. Người bán bò lại đếm một phát nữa. Đủ xong là lấy một ly rượu về canh. Còn ở chợ là bắt tay gái. Ừ, cứ một cô con nhá con ơi. Đấy. Nhiều mua nhớ. Nhiều mua nhẹ. Mày mua nhiều được có mua đếm, đủ cho cô rồi. Đếm hết rồi nha. Tí không đủ mà đưa mà nói nha. Không được cãi nhau nhá. Không được cãi nhau nha. Không được xong uống chén rượu không được thắc mắc. Đấy. Chào mà, đi làm. Đủ rồi. Bố lý mà chín giờ có số cua luôn. Cầu tự đếp. Cầu rốt rồi cháu. Cầu lâu mà, thì giờ cầu bếp trò trà nè. Ừ, dưa dưa. Chà tốn nhìn tốn luôn. Chua sợ. Xong là mua cho con cái xe 15 triệu. Con có rồi, con có 24 triệu là con một con rồi. Một triệu. Ừ, chợ đấy, đếm phải kiểu thế. Con lấy cái hạt ngô đè vào, rồi nó bay. Cộng 10 triệu
Chắc là anh nhầm rồi. Chắc đếm nhầm rồi, hai người đếm đủ, một người đếm thiếu là thế nào? Nó mới thất rồi. Đếm nhầm đấy nhỉ? Chú đếm nhầm thôi, bởi vì cháu đếm với anh này đếm đủ mà. Đếm lại đi. Đếm đây. Đếm nhầm đây. Đếm chia từ triệu một ra ngoài dễ hơn. Ừ. Hờ đếm từ triệu một đi hờ. Thế đếm từ triệu một đi. Ừ. Từ triệu một xếp ra đâu ra đất. Một, hai, ba, đếm từ triệu một đi. Bảy. Tám. Một, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Sao thiếu nhỉ? Thiếu thật. Nó là đếm nhầm. Đếm nhầm. Đây chỉ có 700. Thiếu thật. 600. Đây 600. Không phải đi đâu mà. Em này không phải đi đâu. Cứ đến hết. Không đi đâu. Không sợ cái tờ này nó dính được. Chắc nó dính đấy. Thế đấy, xem đây. Nào, chiếu. Cho một lốp bùa, cậu lốp trọng trâu, cậu bê trọng trâu là cho lốp bùa thế mà. Nào, xin cảm ơn thầy, đếm một lần nữa nè. Dạ. Cái tiền thì cho anh đếm bên đấy. Nha. Cái này tiền thì phải đếm. Nhưng bây giờ này... thiếu nữa là biết làm ma rồi nhá. Ừ, thiếu làm ma rồi. Ôi, con này cũng biết làm ma đâu, con này phụ tổ mình thì cũng biết làm ma đâu. Tiền thì phải đếm. Có mỗi cái bụi bụi cho nó không? Cho mất bụi cho. Tiền thì đếm đủ. Mọi lần lửa này hú. Không sợ là ma mà chỉ sợ gà ma thôi. Gà ma. Lấy chạy lấy tôn lửa này. Cái này sao nhỉ? Sao thế nào? Con người này biết bao đến tiền biết miệng. Con lên mặt trâu lắm. Trá nhiều kìa lắm. Chỉ tao tôi xíu. Đó, con nó mà ý là lừa nhu mà mỗi này cũng mà cũng ăn nhiều. Ừ. Mỗ mà hụp lì á. Ồ, chứ mỗ hụp lì, ra hụp lì hồi chết.
Rồi, chúc mừng gia đình nhé. Vâng, chúc mừng cố gắng chăm sóc tốt nhá. Em rất cảm ơn anh, bảo là anh giúp mua được một con bò để em làm giống cho ba đứa bé nhé. Và em rất trung thành cảm ơn anh, bảo là em không có cái gì để cảm ơn anh đâu. Thế thì bây giờ là thịt gà hay là thịt lợn? Thôi rồi, về chắc thịt gà thôi. Đùa thế thôi, bao giờ mà đi làm được nhiều tiền về xây nhà xong gọi em vào ăn cơm là được rồi nhé. Vâng, em đưa xuống thoại xong là anh cứ gọi cho em xong. Cố gắng chăm bò tốt xong là đến lúc nó động dục thì phối giống đi. Bao giờ bò đẻ gọi cho em nhé. Bò đẻ thì em anh sẽ gọi cho em được. Rồi. Thứ hai là em dặn là bây giờ là chăm bò tốt. Thứ hai là có vấn đề gì ví dụ bò ốm chẳng hạn cũng gọi để em đến em còn quay phim cho các bác xem. Vâng. Không lại bảo là mình trao bò xong là không theo dõi, không giám sát xong đến lúc bò chết cũng hoặc là bò vấn đề gì cũng không có hình ảnh thì nói nó không khách quan nhé. Vâng. Đấy, nên là trước mắt là gửi ở nhà ông xong là mới làm cái chuồng ở đây xong là mai kia mình đi phải đảm bảo cái phần chăm bò và chăm con nhé, cái quan trọng phần chăm bò chăm con thì giao cho vợ để chăm bò cho con rồi. Mình đi làm kiếm tiền cố đi làm bà kiếm được tiền để ra xây cái nhà nhớ nhá nhà. Bò này là không được bán vâng. Không được làm gì, nói chung là trừ khi anh nuôi nó đẻ ra con bò rồi thì anh mới được bán cái con bò đấy đi thôi. Bò con đi bán được. Được, đấy là của anh. Còn vâng. Cái này là các bác cho vốn. Vâng. Và vốn không lấy lại, không lấy lãi. Vâng. Nhá. Vâng. Nhớ chưa? Cảm ơn anh. Rồi, chúc mừng. Đi bây giờ là đi xem bò đã. Có dắt bò đi luôn không hay là như thế nào? Cho em thì em rất cảm ơn nhé. Hả anh Hờ? Có dắt bò đi luôn không? Vâng. Chán nhiều mà. Vâng. Chán nhiều một chế dài. Chán nhiều một lúng quần mà. Chắc. Nói chung là sau này anh khá lên thì anh mời cơm hãng mời. Còn bây giờ mình có gì đâu đúng không? Bây giờ em ăn cơm nhà anh lại đi vay mượn về thì mà chết dở. Thôi cố gắng chăm cho nó tốt đi. Xong vỗ béo xong phối giống lên xong là đẻ ra thì cái đấy chính đấy mới là cái vốn của mình, còn cái đây là các bác cho mình vốn thôi. Đấy. Có bất cứ vấn đề gì là phải điện, nhất là ốm đau các thứ là mình phải gọi thú y thôn nhé, thú y thôn xong đến thú y xã đấy để mà giải quyết can thiệp kịp thời, nhất là cái thời điểm mà nó lở mồm long móng với cả nó bị vậy nổi cục kia kìa. Đấy, viêm da nổi cục ấy đấy, thì nó rất là nguy hiểm. Ừ. Rồi như vậy đi nhé. Đi xong bây giờ chụp ảnh một kiểu đi, anh em đứng vào đấy chụp ảnh kiểu. Không phải cơm nước gì đâu, không phải. Thế thì em rất chân thành cảm ơn các em và anh nhé. Rồi. Anh em mình chỉ về trước mắt là mua được con bò cho gia đình rồi. Thì cái số tiền còn lại anh em mình vừa nói ở phần lúc nãy video ấy là sẽ dành để cho nhu yếu phẩm cho các cháu hàng tháng. Đấy. Chi tiêu như nào Tao Giao Mạch cũng sẽ chi tiết ở trên video hết. Một lần nữa là chân thành cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã đồng hành với nhóm của mình để hỗ trợ cho ba bé có những cái khối tài sản đầu đời. Đấy. Thì với những cái lời chia sẻ của người bố thì chắc chắn là hy vọng là kênh Tao Giao Mạch chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm và quý khán giả luôn luôn tin tưởng và đồng hành với anh em mình. Thì cùng xem là con bò này sẽ khởi sắc như nào và gia đình có sự thay đổi như nào trong năm tới, hoặc là trong một thời gian ngắn nhất anh em mình cũng sẽ tiếp tục chia sẻ những cái thước phim như thế này. Thì về tiền nong và tất cả thì hiện tại tạm thời là dừng ở gia đình của ba cháu mồ côi. Mọi người cũng hết sức thông cảm, và team Tao Giao Mạch là luôn luôn muốn là dành cho những hoàn cảnh xứng đáng hơn, ví dụ như là thanh niên có trí mà giả dụ như là một mình chẳng hạn, hoặc là mồ côi, rồi là tất cả những hoàn cảnh đặc biệt hơn thì mình sẽ dành ưu tiên hơn. Còn đây thì hai vợ chồng mới có thêm vợ và bố thì có thêm vợ, các con thì cũng bắt đầu là nói chung là vẫn đầy đủ tổ ấm. Thì xin phép là dừng cái chương trình và hẹn gặp lại mọi người trong những cái thước phim tiếp theo. Xin cảm ơn.